Người dân hết hứng thú với biển số xe đẹp. Một số ý kiến cho rằng người dân hết hứng thú với biển số xe đẹp sau khi có một số biển số không có người đấu giá. Ngày 10 tháng 10, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục tổ chức đấu giá biển số xe ô tô tiếp theo. Trong đó, nhiều biển số đã tìm được chủ nhân. Cụ thể, các khung giờ 8 đến 9 giờ, 9 giờ 15 đến 10 giờ 15 và 10 giờ 30 đến 11 giờ 30. Có 210 biển số xe ô tô tiếp tục được đưa ra đấu giá. Đáng chú ý, vào khung giờ từ 8 đến 9 giờ hai biển số 88A 62266, Vĩnh Phúc và 75A 32626, Thừa Thiên Huế không có người trả giá. Tiếp theo đó, ở khung giờ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30, hai biển số không có người mua đầu giá gồm 51K 84868, Thành phố Hồ Chí Minh, 47A 59339, Đà Nẵng. Trong phiên đầu giá sáng nay, biển số có giá trị cao, nhất là biển 51K 88666, Thành phố Hồ Chí Minh với 455 triệu đồng.

Một số ý kiến cho rằng việc đấu giá biển số xe đã không còn hứng thú đối với người dân, chứng minh cho việc này đó là sau khi nhiều biển số không có ai đấu giá. Tuy nhiên theo khảo sát của phóng viên, một nhóm mạng xã hội về đấu giá biển số đẹp vẫn hoạt động khá sôi nổi. Trước và trong quá trình đấu giá biển số xe, các thành viên vẫn liên tục cập nhật thông tin và tham khảo cùng nhau mức giá phù hợp để đấu giá. Đơn cử như một thành viên đặt câu hỏi, trong hai biển số là 666.68 và 668.88, Biển số nào đẹp hơn để đấu giá, nhờ các thành viên tư vấn giúp. Một số thành viên khác liên tục chia sẻ kết quả cho các khung giờ khác nhau và nhận được nhiều lượt bình luận. Các phiên đấu giá biển số xe sau này sẽ tìm được đúng người có nhu cầu để đấu giá hơn là những người có nhu cầu ảo, một thành viên chia sẻ. Trong ngày mai, ngày 11 tháng 10, có tổng 345 biển số được đấu giá. Trong đó, một số biển số được mọi người đánh giá cao gồm 14A81818, 14A81888. 15k 19666 18a 38333 22c 09686 28a 20666 28a 20555 29k 06868 30k 05555 30k 55566 34a 69779 35a 35568 37c 47777 43a 79079 51k 88088